Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Trung tâm BST Dầu Khuynh Diệp. Sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976. Dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Đây là chương trình Việt Face Tonight với Anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Kính mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 3 năm 2023. Và bây giờ là các bản tin chính. Tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài ảnh hưởng ra sao đến người tiêu dùng Mỹ? Bộ Tư pháp sẽ chuyển hồ sơ điều tra Hunter Biden cho công tố viên Delaware khi cần thiết. Hơn 42 triệu người Mỹ bị mất bớt trợ cấp phiếu thực phẩm SNAP. Không quân Hoa Kỳ sa thải lãnh đạo vì thiếu kiểm soát an toàn hạt nhân. Hãng xe Nissan thu hồi 712.000 chiếc xe Rogue. Thượng nghị sĩ Manchin chỉ trích ESG hợp tác cùng Cộng hòa bỏ phiếu chống. Dược phòng Eli Lilly cắt giảm chi phí mua thuốc insulin. Lượng tuyết dự phòng lớn có thể giúp tăng thêm mực nước cho Lake Mead. Vâng, thưa quý vị, và đó là tất cả các bản tin lần lượt chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong phần tin tối nay. Và bây giờ thì Thanh Thảo sẽ mở đầu cho phần tin chi tiết. Bản tin đầu tiên liên quan đến việc tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài sẽ ảnh hưởng ra sao đến người tiêu dùng Mỹ. Thưa quý vị, khi nền kinh tế Hoa Kỳ cứ tiếp tục đưa ra những tín hiệu lẫn lộn, ngày càng có nhiều kinh tế gia mô tả thời điểm không chắc chắn này là một cuộc suy thoái kéo dài. Nhưng điều đó thực sự có ý nghĩa gì đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và quan trọng nhất là đến gia đình của quý vị? Các chỉ số tích cực như là tỷ lệ thất nghiệp thấp trong lịch sử bị xóa bớt tác động bởi những con số âm như là doanh số bán nhà sụt giảm trong 6 tháng. Phó giáo sư kinh tế Đại học George Washington là bà Joanne Weiner đã phân trần: thật khó hiểu nền kinh tế ngày nay vì có quá nhiều tín hiệu lẫn lộn. Các nhà kinh tế đã sử dụng thuật ngữ suy thoái kéo dài thường xuyên hơn. Giáo sư tài chính và kinh tế tại Đại học Loyola Marymount là ông Sung Won Soo đã nói rằng điều đó có nghĩa là một số lĩnh vực nhất định sẽ suy thoái vào những thời điểm khác nhau, mà nền kinh tế nói chung không bị suy thoái. Ông Sung Won Soo đã giải thích, chúng thay phiên nhau đi xuống, bắt đầu với người tiêu dùng, tiếp theo là gia cư, rồi sau đó là doanh nghiệp, vân vân và vân vân. Ví dụ, Hoa Kỳ vẫn chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế trong quý cuối cùng của năm 2022 và lạm phát giá tiêu dùng hàng năm đã giảm vào tháng Giêng vừa qua, nhưng giá gia cư và sản xuất cũng đã giảm, kèm theo những đợt sa thải nhân viên hàng loạt trong ngành công nghệ và ngành truyền thông. Bà Joanne Weiner thuộc Đại học George Washington thì cho biết, sự không đồng đều là điều bình thường đối với một nền kinh tế lớn và đa dạng, đặc biệt là khi vừa thoát khỏi một sự kiện tang thương như đại dịch COVID-19. Bà nói các lĩnh vực khác nhau sẽ có những áp lực khác nhau theo thời gian. Về việc liệu rằng một cuộc suy thoái kinh tế rộng lớn có đang ở phía trước hay không, thì giáo sư John Won Soo đã nói rằng điều đó có thể phụ thuộc vào cách mà người tiêu dùng phản ứng với những tiêu đề kinh tế. Ông nhấn mạnh rằng hành vi của người tiêu dùng trong những tháng và những quý tới sẽ thực sự là yếu tố quan trọng của triển vọng kinh tế Hoa Kỳ. Để chuẩn bị tốt cho bất cứ một kết quả kinh tế nào, các chuyên gia kinh tế cho rằng các gia đình Mỹ nên trả bớt những khoản nợ với lãi suất cao vì Quỹ Dự trữ Liên bang sử dụng những đợt tăng lãi suất để chế ngự lạm phát. Thêm vào đó, người tiêu dùng nên lập ra ngân sách và hợp lý hóa chi tiêu để có được khoản tiết kiệm khẩn cấp nhằm có cách đối phó với bất ổn trong trường hợp các công ty sa thải nhân viên. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, ông Merrick Garland ngày hôm nay đã xuất hiện trong một cuộc điều trần trước Ủy ban Tư pháp tại Thượng viện và đã trả lời một số các câu hỏi mà các ủy viên trong ủy ban này đã đặt ra. Ông lên tiếng cam kết vào ngày thứ Tư rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hiện nay đang theo đuổi cuộc điều tra hình sự đối với cá nhân của Hunter Biden, con trai Tổng thống Joe Biden, có quyền độc lập rộng rãi để theo đuổi các cáo buộc một cách thích hợp, bao gồm cả việc đưa vụ án ra bên ngoài cơ sở của công tố viên ở Delaware nếu điều này là cần thiết. Đứng trong cuộc trả lời các câu hỏi chất vấn thì kéo dài trong vòng 4 tiếng đồng hồ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Garland đã bị Thượng nghị sĩ Charles Grassley của Đảng Cộng hòa tại Iowa ép buộc phải hứa rằng công tố viên cho Delaware, ông David Weiss, sẽ không gặp cản trở và tất cả những thủ tục hành chính quan liêu nào nếu ông quyết định rằng Hunter Biden nên bị truy tố bên ngoài tiểu bang nhà của mình. Bộ trưởng Garland đã nói,
Công tố viên Hoa Kỳ đã được thông báo là ông ấy có toàn quyền thực hiện những giới thiệu mà quý vị đang nói đến hoặc đưa các vụ việc đến các quận khác nếu chúng ta cần thiết làm điều này. Ông ấy đã được khuyên là ông ấy nên lấy bất cứ thứ gì ông ta cần. Tôi chưa nghe thấy bất kỳ điều gì từ văn phòng đó cho thấy rằng họ không thể làm những điều mà công tố viên Hoa Kỳ muốn họ làm. Bộ trưởng Garland được đề cử làm tổng trưởng lý thì ông đã đồng ý để ông thẩm phán Wise, người được cựu tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, thay thế để có thể hoàn thành cuộc điều tra về cá nhân của Hunter Biden. Trong khi đưa ra và những cam kết bảo đảm về tính độc lập của cuộc điều tra thì ông Garland không chia sẻ bất kỳ thông tin cập nhật quan trọng nào về cuộc điều tra đang diễn tiến đối với con trai tổng thống. Cuộc điều tra được cho là tập trung vào việc ông Hunter Biden đã không thanh toán hóa đơn tiền thuế thu nhập liên bang trong nhiều năm và cuối cùng số tiền này lên đến khoảng 1 triệu Mỹ Kim và một tuyên bố sai sự thật mà ông Hunter Biden bị cáo buộc là đã sử dụng ma túy khi đi mua súng năm 2018. Và ông Hunter Biden đã tuyên bố là ông ta tự tin cuộc điều tra sẽ có thể làm sáng tỏ một số điều của bí mật mà hiện nay đang bị đồn thổi chung quanh ông ấy. Thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas cũng lên tiếng kêu gọi Bộ trưởng Garland nên xem xét các cáo buộc rằng các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden ở ngoại quốc liên quan đến những nỗ lực đánh đổi ảnh hưởng của anh ta đối với cha của mình. Bộ trưởng Garland đã không nói liệu đó có phải là một phần trong những gì mà thẩm phán Wise, công tố viên Wise đang xem xét hay không, nhưng tái khẳng định rằng không có giới hạn nào được đặt ra đối với công việc của một công tố viên đích thực. Kế đến là một bản tin liên quan đến việc là hơn 42 triệu người Mỹ sẽ bị bớt trợ cấp phiếu thực phẩm SNAP. Khi giá hàng tạp hóa tiếp tục leo thang tại các siêu thị, những người Mỹ túng thiếu nhất sắp có ít tiền hơn để mua thực phẩm. Hơn 42 triệu người Mỹ nhận được sự trợ giúp từ Supplemental Nutrition Assistance Program, tức là chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung hoặc gọi tắt là SNAP, tên chính thức của cái mà thường được gọi là phiếu thực phẩm. Những người nhận phiếu thực phẩm sẽ bắt đầu nhận được trung bình ít hơn 90 Mỹ Kim mỗi tháng. Điều này xảy ra vì trong 3 năm nay, những người nhận trợ cấp SNAP đã nhận được thêm tiền để mua thực phẩm như là một phần của chương trình cứu trợ nạn đói trong thời đại dịch COVID-19. Quốc hội Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chấm dứt các khoản phân bổ khẩn cấp trong đại dịch đó và họ chính thức ngừng các khoản này trong tháng 3 tại 32 tiểu bang. Ở 18 tiểu bang còn lại thì chương trình cứu trợ phụ thêm này đã kết thúc rồi. Các chuyên gia kinh tế cho biết một số gia đình đông con có thể bị cắt trợ cấp tới 250 Mỹ Kim mỗi tháng. Họ ước tính rằng chính phủ Mỹ đang cắt giảm vào khoảng 3 tỷ Mỹ Kim mỗi tháng cho phiếu thực phẩm. Nếu không có sự gia tăng tiền bổ sung thời đại dịch COVID-19, thì trợ cấp phiếu thực phẩm trung bình sẽ vào khoảng 6 Mỹ Kim một người mỗi ngày vào năm 2023, thay vì khoảng 9 Mỹ Kim mỗi người mỗi ngày. Bà Stacy Taylor là người đứng đầu bộ phận chính sách và quan hệ đối tác tại Purple, một công ty nhu liệu cung cấp ứng dụng để kiểm tra phúc lợi SNAP, cho biết những người nhận phiếu thực phẩm ở các tiểu bang đã chấm dứt chương trình đang cảm thấy khó khăn về tài chính. Bà cho biết những người sống ở các tiểu bang này có tỷ lệ bỏ bữa ăn, ăn ít hơn, phụ thuộc vào người khác để có bữa ăn và ghé thăm các kho thực phẩm, tức là food banks, nhiều hơn so với những người cùng lứa tuổi ở các tiểu bang vẫn còn tiếp tục phân bổ nguồn phụ trợ khẩn cấp. Bà Taylor nói đã trích dẫn các cuộc khảo sát hàng tháng của Purple đối với hơn 5 triệu người dùng của họ. Đồng thời, phần lớn khách hàng của họ ở tất cả các tiểu bang nói rằng họ có ít hơn 25 Mỹ Kim trong tay để trang trải chi phí. Vì thế, việc mất bớt nguồn tài trợ bổ sung SNAP sẽ gây khó khăn thêm nhiều cho những người này. Hai chỉ huy của lực lượng không quân Hoa Kỳ và 4 thuộc cấp của họ ở một căn cứ hạt nhân quan trọng ở North Dakota đã bị miễn nhiệm trong tuần này sau khi các đơn vị của họ đã không vượt qua được một cuộc kiểm tra được thiết kế nhằm bảo đảm là kho dự trữ vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ luôn luôn được gìn giữ an toàn và bảo mật. Hai quan chức quốc phòng đã cho biết như trên. Việc loại bỏ diễn ra tại căn cứ không quân Minot, đây là cơ sở duy nhất của lực lượng không quân của bộ 3 hạt nhân, một hầm chứa hỏa tiễn đạn đạo và máy bay ném bom chiến lược. Các quan chức nói với đài CNN rằng 6 thành viên dịch vụ này đã bị miễn nhiệm sau cuộc kiểm tra bảo đảm hạt nhân thất bại diễn ra tại căn cứ của họ. Vấn đề kiểm tra bảo đảm hạt nhân là một bài kiểm tra cần thiết phải được thực hiện một cách cụ thể và rõ ràng, và kết quả của nó sẽ được phân loại một cách rõ ràng. Không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc kiểm tra thất bại có liên quan đến việc giải quyết vũ khí hạt nhân.
Một quan chức quốc phòng khác cho biết lỗi này là do việc kiểm tra an toàn các thiết bị và phương tiện đã không được làm đúng cách. Đại tá Bruce Vidal là giám đốc các vấn đề công cộng tại Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của lực lượng không quân, không xác nhận bản chất cụ thể của cuộc kiểm tra này. Đại tá và Vidal đã nói với đài CNN, chúng tôi có một số các quy trình kiểm tra có chủ ý và kỷ luật và chúng tôi mong đợi sự chấp hành nó 100%. Bất cứ điều gì diễn ra dưới 100% đều không thể chấp nhận được và điều này rất quan trọng đối với chúng tôi. Chỉ huy của nhóm hỗ trợ nhiệm vụ số 5 và chỉ huy của phi đội tác chiến hậu cần số 5 cũng đã bị cách chức trong đợt này. Nhóm hỗ trợ sứ mệnh bao gồm 1.600 nhân viên quân sự và dân sự, chịu trách nhiệm chăm sóc các cơ sở hạ tầng và quân đội ở tại căn cứ đó. Đội hậu cần túc trực phụ trách những việc như là lên kế hoạch, triển khai và quản lý chuỗi cung ứng tại các cơ sở này. Học thuyết bảo đảm hạt nhân được thiết kế để có thể kiểm tra xem kho dự trữ hạt nhân của Hoa Kỳ có an toàn, được bảo đảm và được kiểm soát một cách tích cực hay không. Bản tin tiếp theo liên quan đến xe, thưa quý vị. Hãng xe Nissan thu hồi 712.000 chiếc xe Rogue. Những người lái xe kiểu Rogue của hãng Nissan nên chú ý về một đợt thu hồi xe quan trọng vừa được công bố ngày hôm nay, 1 tháng 3 năm 2023. Nhà sản xuất xe hơi này đang thu hồi hơn 712.000 chiếc xe kiểu Rogue và xe SUV thể thao kiểu Rogue. Lý do là người tài xế có thể vô tình tắt máy xe khi đang lái chiếc xe này. Việc thu hồi dành cho các xe Nissan Rogue được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2020 và xe thể thao SUV Rogue được sản xuất từ năm 2017 đến năm 2022. Trong phần thiết kế, một khớp nối ở bên trong khóa xe có thể yếu dần theo thời gian và khiến cho khóa xe vô tình bị gập lại khi đang được sử dụng. Nếu như khóa xe bị vô tình gập lại khi đang gài trong xe, thì xe có thể vô tình bị tắt máy. Điều này thật đáng sợ nếu như tài xế tình cờ đang lái xe trên đường vào thời điểm đó. Hiện nay, công ty Nissan nói rằng họ không có giải pháp cấp thời cho vấn đề này. Tuy nhiên, họ khuyên các tài xế nên tránh gắn bất cứ thứ gì có thể làm chịu nặng chìa khóa trong khi chiếc khóa đang được gài vào ổ khóa xe. Nhà sản xuất xe hơi cũng cho biết người lái xe nên cắm chìa khóa vào ổ khóa theo hướng chỉ cho phép khóa được gập lên phía trên mà thôi. Và công ty Nissan cho biết họ sẽ bắt đầu cảnh báo với các chủ sở hữu xe về việc thu hồi vào cuối tháng 3 năm nay. Thượng nghị sĩ Manchin đã lên tiếng chỉ trích các quy tắc đầu tư hưu trí của chính quyền Tổng thống Joe Biden và nói rằng ông sẽ cùng với Đảng Cộng hòa bỏ phiếu để bãi bỏ nó. Một dự luật của Đảng Cộng hòa nhằm ngăn chặn các nhà quản lý quỹ hưu trí đưa ra các quyết định đầu tư dựa trên các yếu tố như là biến đổi khí hậu đã bị Quốc hội thông qua vào thứ Tư, tạo ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Tổng thống Joe Biden, người dự kiến sẽ phủ quyết biện pháp này. Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu trong ngày hôm nay với tỷ lệ 50 trên 46 thông qua một nghị quyết hủy bỏ quy định của Bộ Lao động nhằm giúp các nhà quản lý quỹ dễ dàng xem xét các vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, được viết tắt là ESG, đối với các quyết định đầu tư và quyền của các cổ đông, chẳng hạn như là việc thông qua việc bỏ phiếu một cách ủy quyền. Kết quả nêu bật sự sẵn sàng của Đảng Cộng hòa trong việc chống lại các đồng minh truyền thống của họ ở Wall Street và các công ty Hoa Kỳ áp dụng điều mà các nhà lập pháp mô tả là đã thức tỉnh. Hai thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Joe Manchin và John Tester đã bỏ phiếu cùng với các thành viên của Đảng Cộng hòa. Cả hai đều phải đối mặt với cuộc bầu cử lại ở các tiểu bang nghiêng về phía Cộng hòa năm 2024. Hạ viện do Đảng Cộng hòa hiện nay đang kiểm soát đã thông qua dự luật này vào ngày hôm qua, thứ Ba. Tòa Bạch Ốc cho biết là Tổng thống Biden sẽ phủ quyết biện pháp này của phía Cộng hòa. Đảng Cộng hòa tuyên bố các quy tắc này bao gồm những kế hoạch đầu tư chung 12.000 tỷ đô la thay mặt cho 150 triệu người Hoa Kỳ và việc này sẽ chính trị hóa việc đầu tư bằng cách cho phép các nhà quản lý kế hoạch theo đuổi những nguyên nhân tự do, điều mà họ cho rằng sẽ ảnh hưởng đến các hiệu suất đầu tư. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ Thượng viện, ông Chuck Schumer cũng lên tiếng đã cáo buộc Đảng Cộng hòa là can thiệp vào các quyết định đầu tư tư nhân. Ông tuyên bố tại sàn Thượng viện rằng họ đang ép quan điểm của chính họ xuống cổ họng của mọi công ty và mọi nhà đầu tư. Dược phẩm Eli Lilly cắt giảm chi phí thuốc insulin, thưa quý vị. Công ty dược phẩm Eli Lilly đang giảm mạnh giá của các loại thuốc insulin của mình.
Giám đốc điều hành, tức là CEO của công ty Lilly, đã thông báo rằng họ đang giới hạn chi phí tự trả của loại thuốc cứu nhân mạng này ở mức là 35 Mỹ Kim. Kể từ ngày đầu tháng 5 năm nay, Eli Lilly cũng đang giảm giá niêm yết của loại insulin không có nhãn hiệu của mình xuống còn 25 Mỹ Kim một lọ. Hiện nay giá được niêm yết ở mức 82 Mỹ Kim một lọ. Và CEO Dave Ricks của Eli Lilly đã đưa ra thông báo hôm thứ Tư, ngày 1 tháng 3 như sau. Đây là đỉnh cao của khoảng 7 năm làm việc mà chúng tôi đã cố gắng để giảm giá insulin, tung ra loại thuốc thông thường của riêng chúng tôi thành nhãn hiệu bán chạy nhất của chính chúng tôi. Nhưng với sự thay đổi vào năm ngoái trong phúc lợi Medicare phần D dành cho người cao niên tăng lên 35 Mỹ Kim, chúng tôi nghĩ rằng đó phải là tiêu chuẩn mới ở Mỹ. Và vì vậy, trong khi chúng tôi có thể đợi quốc hội hành động hoặc là hệ thống chăm sóc sức khỏe nói chung áp dụng tiêu chuẩn đó, chúng tôi chỉ áp dụng nó cho chính mình. Eli Lilly sẽ tự động tính tiền góp mua thuốc của tất cả các khách hàng mua insulin là 35 Mỹ Kim tại quầy thuốc. Giá niêm yết là giá mà nhà sản xuất dược phẩm đặt ra ban đầu cho một loại thuốc và giá mà những người không có bảo hiểm hoặc là các chương trình có khoản khấu trừ cao đôi khi gặp khó khăn cho việc thanh toán. Những người ủng hộ quyền bệnh nhân từ lâu đã kêu gọi giảm giá insulin để giúp đỡ những người không có bảo hiểm y tế, những người sẽ không bị ảnh hưởng bởi giá trần gắn liền với bảo hiểm. Bà Stacy Duzesina là giáo sư chính sách y tế tại Đại học Vanderbilt, là người nghiên cứu về chi phí thuốc, đã cho biết kế hoạch cắt giảm của dược phòng Eli Lilly thực sự có thể cung cấp một số cứu trợ đáng kể cho người tiêu dùng. Mặc dù insulin tương đối rẻ để sản xuất, chi phí bán thuốc ra đã tăng lên trong nhiều năm. Hiệp hội Bệnh tiểu đường Hoa Kỳ cho biết giá trung bình của insulin đã tăng gần gấp 3 lần từ năm 2002 cho đến năm 2013. Nhu cầu mua insulin đã tăng lên khi bệnh tiểu đường trở thành căn bệnh mãn tính phát triển nhanh nhất trên thế giới. Và theo trung tâm CDC thì có 37 triệu người trưởng thành tại nước Mỹ mắc bệnh tiểu đường. Miền Tây Hoa Kỳ đã trải qua một tháng ẩm ướt khi vào tháng 2 sắp kết thúc. Dự kiến nó sẽ còn có nhiều cơn bão hơn nữa vào tháng 3 năm nay. Mưa và tuyết rơi dày ở khu vực dãy núi Rockies có thể khiến cho mực nước hồ Mead gia tăng, vì theo các chuyên gia có nhiều tuyết hơn bình thường ở vùng núi đổ vào lưu vực sông Colorado. Những người chèo thuyền tại bến du thuyền Lake Mead thì nói với đài TV KTNV rằng thật là khủng khiếp khi thấy mực nước đã thấp như thế nào trong mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, phó chủ tịch điều hành của hồ này cho biết năm nay thì họ có nhiều hy vọng hơn. Cục Khai hoang Hoa Kỳ thoạt đầu thì dự đoán là mực nước sẽ tiếp tục giảm, nhưng trong thời gian vừa qua, vì lượng tuyết rơi gần đây ở khu vực Colorado, chúng ta đã có thể thấy mực nước của hồ Mead đã tăng lên một cách đáng kể. Lenny Majorga là cư dân của thành phố Boulder kể từ năm 1992 đã cho biết: "Thật sự rất thất vọng. Tôi thường xuyên đến thăm hồ Mead để chứng kiến các vạch nước ngấn nước ở trên các cái dãy núi chung quanh ngày càng lớn hơn mỗi năm. Tôi cũng đã dành thời gian ở hồ cùng với gia đình và đã từng có một chiếc thuyền đậu ở tại bến thuyền ở đây. Tuy nhiên, năm nay khi nó nhìn thấy mực nước thì đây là điều mà anh nói nhiều người chèo thuyền đã làm như là một sự phấn khích to lớn đối với họ khi thấy mực nước của hồ Mead sẽ gia tăng một cách đáng kể. Nhờ những lượng tuyết đáng kể có thể giúp mang một phần nước đến cho mặt hồ này." Bruce Nelson là phó chủ tịch điều hành của Lake Mead Marina thì cho biết những lớp tuyết dày hơn đó sẽ có thể ảnh hưởng đến tình trạng của các hồ Powell và hồ Mead, và nhóm của ông ta đã có thể theo dõi một cách sát sao lượng tuyết rơi trong những ngày vừa qua. Nelson đã cho đài TV KTNV xem một biểu đồ về lớp băng tuyết ở thượng lưu vực sông Colorado. Đường biểu diễn này năm nay đã cao hơn 31% so với mức trung bình lịch sử trong vòng 30 năm trở lại đây tại khu vực Lake Mead. Điều này có nghĩa là chúng ta đã vượt được qua mức cao nhất của năm ngoái trước đây, khi mà mực nước thường đạt vào khoảng đầu tiên, tuần lễ đầu tiên của tháng 4. Và hơn thế nữa, tuyết vẫn tiếp tục còn đổ xuống trong những ngày sắp tới. Theo dự báo thời tiết thì trong những ngày tháng 3 tới đây, lượng tuyết tại khu vực này sẽ còn vẫn tiếp tục sẽ đổ xuống, và chính điều này tạo nên một sự lạc quan cho những nhà quản lý khu vực hồ Mead trong thời gian vừa qua. Không những chỉ có hồ Mead mà rất nhiều hồ khác của California đã bắt đầu có thêm nước, và nhiều người mừng, nhưng mà người ta lo lắng là tại sao tiểu bang California lại không có cái hệ thống trữ nước. Nhất là những cái mạch ngầm để làm sao cho những cái năm tháng mà bị khô hạn thì mình có thể dùng trở lại.
Thành ra mình thấy đó, trong cái mùa hè vừa qua đó, khi mà các cái mực nước hồ ở nhiều nơi trong nội địa California, hồ Lake Mead thì nó nằm ở Nevada, nhưng nó là cái hồ chứa nước chính của cái Hoover Dam, đổ vào cái khu vực gần Las Vegas. Thì nhưng mà năm rồi đó, chúng ta thấy đó, nó cạn trơ đấy, và người ta đã khám phá ra nhiều cái xác người nằm ở dưới đó, mà những cái chết bí mật bao nhiêu năm nay không được giải quyết. Bây giờ thì cái tình trạng này nó có vẻ đã giảm bớt rồi, người ta hy vọng thời gian tới thì nó sẽ có thêm cái mực nước tăng. Còn cái California thì cũng đúng như Thanh Thảo nhận định, chúng ta không có cái hệ thống để có thể dự trữ nước ngầm. Có như vậy thì chắc chắn là đỡ lắm. Tại vì những năm dư nước như bây giờ chắc chắn sẽ còn dư nữa. Mình có để dành cho những nào, nhưng mà tôi đọc một cái bài báo cách đây khoảng mấy tuần lễ đó, thì người ta nói rằng California sẽ không bị hại vì vấn đề hạn hán hoặc là vấn đề động đất, mà nó sẽ bị hại vì vấn đề lũ lụt trong tương lai. Sẽ vậy đó anh. Tại đó, cái điều này đó, họ dự đoán như vậy, không biết là thế nào. Thôi chúng ta cũng chờ xem. Vâng, thưa quý vị, với bản tin vừa rồi thì chúng tôi xin kết thúc phần tin buổi tối ngày hôm nay của Việt Face Tonight. Cùng với Thanh Thảo và anh Dũng xin cầu chúc quý vị một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin này ngày mai. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Trung tâm BST Dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu Khuynh Diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise. Sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Gọi cho City Home để mua nhà suôn sẻ, nhanh chóng. Gọi cho City Home để bán nhà bảo đảm, hữu hiệu. 10 điều quan trọng phải làm khi mua hay bán nhà. Điều thứ nhất, gọi cho City Home. City Home sẽ làm 9 điều còn lại. Gọi cho City Home ở số 818-383-8569 hoặc 714-383-3217. Quý vị sẽ được hướng dẫn trực tiếp với broker Đồng Nguyễn để có chương trình mượn tiền thích hợp nhất với tiền lời thấp nhất và lệ phí. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.